Thật không ngờ là chiếc máy xay mini cầm tay này đã bán được gần 2.000 chiếc và mang về cho mình video triệu view đầu tiên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ ông bố Sinh Đô rất nhiều và có rất nhiều comment hỏi như thế này. Và video này sẽ là video thử thách để xay như thứ mà các bạn yêu cầu. Đầu tiên sẽ là xay bơ. Để xem cái máy xay này có xay được bơ không. Thì các bạn nhìn này, chỉ vài lần nhấn thôi là bơ đã bị xay nhuyễn rồi. Team Sinh Tố Bơ điểm danh nhé. Bây giờ mình sẽ xay cà rốt. Ở đây có mẹ nào đang cho con ăn dặm thì để lại comment nhé. Đây, sau vài lần nhấn thì xoay nhuyễn được cả cà rốt luôn. Quá tiện lợi để nấu đồ ăn dặm cho con bé. Bây giờ mình sẽ xay củ giềng. Xay giềng lại thèm món trà nướng nhỉ. Các bạn nhớ cắt nhỏ giềng ra nhé. Đây, cũng chỉ sau vài lần nhấn, thiếu thì thôi là có món trà giềng mẻ rồi. Thử xay tiêu nhé. Xay tiêu được mọi người hỏi nhiều nhất này. Để xem có xay được không. Vì hạt tiêu hơi to nên chưa được nhuyễn mọi người ạ. Mình thử xay thêm lần nữa xem thế nào. Thì thôi, nhờ uyên nhuyễn sắc nhuyễn luôn. Thử thách cuối cùng, xay cua. Ở đây ai thích ăn canh cua mẹ nấu mà sợ dã trời cố thì điểm danh nhé. Đấy, xong, 5 phút là có ngay nồi canh cua ngon lành rồi. Phải nói là cái máy xay đa năng Osaka này quá tiện lợi luôn mọi người ạ. Nếu bạn không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho những chiếc máy xay đắt đỏ thì đây sẽ là chiếc máy xay đa năng phù hợp với mọi gia đình, chỉ với giá 100k. Thông tin mình để ngay dưới giỏ hàng bên dưới nhé. Ông bố Sinh Đô review, dùng sao, nói vậy.